nguồn gốc khổ đau là tham dục và mê chấp. Con người ta đau khổ là bởi vì sao? Bởi vì sợ mất cái đang có và muốn điều chưa có. Rốt cuộc là thân tâm luôn vọng động trong một chuỗi liên tục của nắm giữ, tìm kiếm danh vọng, của cải, tiền bạc và sắc dục. Danh lợi tình tiền nó siết chặt vào tâm thức chúng ta, làm cho tâm thức đắm chìm mãi trong vô minh. Chỉ với sự tĩnh lặng của tâm thức thì khổ đau nó hóa giải. Tu đúng là gì? Thưa quý vị, tu đúng là tu tâm sửa tánh, cải thiện thân tâm và khai mở trí tuệ. Tu đúng là luôn sửa mình chứ không phải đi tìm lỗi người. Không làm các việc ác, luôn làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, tạo nhiều công đức phước đức, giảm bớt nghiệp lực cho thân tâm an lạc. Tu đúng là gì? Tu đúng là không chỉ nói hay mà còn phải làm đúng những cái điều mình nói thì đấy mới là tu đúng. Chứ còn nếu mà chúng ta như vậy là chúng ta nói rất hay, chúng ta thuyết trình rất giỏi, nhưng mà bản thân mình chẳng giữ được giới gì cả, không giữ gìn được cái thân khẩu ý, được cái giới luật của nhà Phật. Ví dụ là Phật tử chúng ta phải giữ 5 giới, thế còn sa di và sa di đi thì giữ 10 giới, tỳ kheo thì 250 giới, rồi tỳ kheo ni thì 348 giới. Đấy, những cái giới luật của nhà Phật rất là quan trọng. Mình phải giữ được giới thì mình mới có thể như vậy là sống tỉnh thức được. Đấy, tu đúng là như vậy. Tu đúng là không dính mắc vào những cái việc như là dâng sao giải hạn, xem bói xem toán, nhân đồng lẫn cốt đốt vàng mã. Đó là những cái tập tục mê tín của đạo Bà La Môn trước thời Đức Phật và những tập tục của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam trong hơn 1.000 năm đô hộ. Đức Phật không dạy những điều đấy. Chẳng có vị Phật nào mà có thể giải hạn được cho chúng ta. Đức Phật đã từng nói: này các tỳ kheo, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, ta là người hướng đạo, ta chỉ là người mở đường. Các con phải tự mình dấn bước, bước đi bằng đôi chân và ý chí của mình. Trong cuộc đời, nhiều khi gặp phải khổ đau, bất hạnh, bệnh tật, người ta mới tìm đến tâm linh, tìm đến các thầy để cúng lễ giải nghiệp. Nhưng lễ là cốt ở lòng thành. Nhiều người cứ tưởng lễ to thì thoát tội. Ở đời không phải tội gì cũng có thể sám hối giải nghiệp được. Không phải cuộc lễ cầu nào cũng được chứng cũng thành công. Đút lót nhiều, hối lộ nhiều với thánh thần, cả mắc tội, mà thầy trước sau sẽ phải đánh họ. Nhưng thưa quý vị, như vậy tu là gì? Tu là sửa đổi bên trong, sửa thân khẩu ý, tấm lòng từ bi, nói năng ý nghĩ hành vi, đừng làm người khác vì mình tổn thương. Đó, đấy là tu đúng. Bây giờ muốn tu đúng thì chúng ta phải học Phật. Tại sao phải học Phật? Là bởi vì các nhà thông thái vẫn đã nói rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo thông thường như mọi người vẫn lầm tưởng. Phật giáo là một triết học siêu thoát mà ai cũng cần phải học, làm cho con người ta yêu đời hơn chứ không phải để lãng quên cuộc sống. Đó. Và thưa quý vị, nhà báo học Albert Einstein cũng đã từng nói: tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên thượng đế của cá nhân, tránh giáo điều cùng những lý thuyết thần học. Nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại, đấy sẽ là Phật giáo. Đó sẽ là Phật giáo. Xin thưa các quý vị, học Phật có lợi gì? Người đời thường cho rằng tôi chỉ cần làm việc tốt là được. Đây là một sự ngộ nhận rất lấy làm đáng tiếc. Chúng ta nên biết học Phật là học làm người giác ngộ và tỉnh thức. Nhưng vẫn có người cho rằng tôi chỉ cần làm một người tốt là đủ rồi. Tôi đâu cần phải làm người giác ngộ và hiểu biết. Tôi đâu cần phải hiểu biết chân tướng của nhân sinh vũ trụ để làm gì. Nhưng xin thưa, khi nào chúng ta làm người hiểu biết và giác ngộ thì chúng ta mới có thể làm người tốt biết mạng. Người tốt theo quan niệm của thế gian mới chỉ là trong phạm vi nhỏ bé, chưa thật viên mãn, còn quá nhiều khiếm khuyết. Chỉ khi nào chúng ta có định và tuệ thì bây giờ chúng ta mới có thể làm người tốt viên mãn. Định là gì? Định là chỉ cho tâm không loạn động, đổi rời. Tuệ là gì? Tuệ là cái thấy biết như thật, không mê lầm. Đây là những vấn đề hết sức có ý nghĩa. Phật và các vị Bồ Tát là những bậc đáng kính, học tập và noi theo hạnh nguyện của các ngài để giúp chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát. Hạnh phúc viên mãn nhất của kiếp người không phải là sự giàu sang, danh vọng tột đỉnh hay tiền tài vật chất thường vượng, mà điều cao quý nhất chính là sự giải thoát khỏi cõi luân hồi. Đức Phật đã từng dạy nguồn gốc khổ đau là gì? Nguồn gốc khổ đau là tham dục và mê chấp.
con người ta đau khổ là bởi vì sao? Bởi vì sợ mất cái đang có và muốn điều chưa có. Rốt cuộc là thân tâm luôn vọng động trong một chuỗi liên tục của nắm giữ, tìm kiếm danh vọng của cải, tiền bạc và sắc dục. Danh lợi tình tiền nó siết chặt vào tâm thức chúng ta, làm cho tâm thức đắm chìm mãi trong vô minh. Chỉ với sự tĩnh lặng của tâm thức thì khổ đau mới hóa giải. Cuộc đời thì ngắn ngủi, cuộc sống thì vô minh. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một chữ tâm để an nhiên tự tại giữa đời. Trong cái cõi đời này, người có tài mà không có cái đạo đức trong sáng, không có cái tâm thanh tịnh, thì rốt cuộc cuối cùng cuộc đời cũng chỉ là địa ngục mà thôi. Thực tế đã chứng minh, có thể hôm nay anh đang là đỉnh, ở trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng, nhưng coi chừng có cái ngày mà anh rơi xuống địa ngục trần gian, ngay tại cõi trần thế này, chứ chưa nói đến chờ kiếp sau. Cho nên nhà đại thi hào Nguyễn Du cũng đã thổi vào cái hồn thơ trong cái tác phẩm Chuyện Kiều của mình, có những hồn thơ bất hủ. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Có tài cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Những vần thơ của cụ mang đầy tuệ giác của đạo Phật. Đấy. Cái chữ tâm này mới là quan trọng. Thưa quý vị và các bạn.